Khi 20 tuổi cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa, đến 60 mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình cả. Vậy nên, con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn cũ phàn hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này, người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua cũng như phần đời còn lại. Dưới đây là chia sẻ của một ông lão 70 tuổi về bốn bí mật người cao tuổi nên biết để tránh tình trạng quạnh hiu lúc xế chiều. Đầu tiên là không vui mừng quá mức. Ông lão chia sẻ nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ thất bại. Khi một người có chuyện vui, họ sẽ muốn chia sẻ niềm vui của mình với những người khác. Đây là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu một người ở độ tuổi 60 trở lên không thể kiểm soát bản thân khi gặp chuyện rất vui, người ấy đi khắp nơi kể lễ hoặc thậm chí khoe khoang về bản thân. Như vậy người đó sẽ bị đánh giá là thất lễ và thiếu sự chính chắn. Đồng thời khi nói quá nhiều, họ dễ dàng bị lỡ lời hoặc có thể xúc phạm đến người khác. Nếu một người ở tuổi 60 không giữ được một phong thái điềm tĩnh, nội liễm thì sẽ dễ đánh mất đi bạn bè xung quanh và việc người ấy bị trở thành cô độc là điều không thể tránh khỏi. Do đó, chỉ vui thôi đừng vui quá chính là điều mà chúng ta phải ghi nhớ để tránh bị mọi người xa lánh khi về già. Thứ hai, đừng giận quá mất khôn. Khi con người đến tuổi 60, họ phải học cách kiềm chế cơn giận. Người xưa có câu nói, nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh. Tức là khi một người quá tức giận, thì chuyện gì họ cũng đều dám làm khi một người cao tuổi không biết cách kiềm chế cơn giận thì những gì họ biểu hiện ra bên ngoài sẽ là trạng thái rất xấu xí đồng thời khi họ tức giận thì một loạt các từ ngữ và hành động cực đoan cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể và tinh thần của họ và thậm chí có thể gây ra một số căn bệnh nhất định nỗi nóng sẽ làm tổn thương cơ thể nhưng một khi đã cảm thấy khó chịu thì bạn vẫn sẽ giận dữ và không thể kiềm chế lại được trong thực tế mỗi khi tức giận bản thân bạn đã tự gây ra những tổn thương vô cùng lớn và không thể phục hồi cho cơ thể mà không hề hay biết một khi chúng ta bị sự tức giận của mình chi phối thì dễ dàng xúc phạm đến người khác bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định không sáng suốt đánh mất tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh khi mọi người rời bỏ chúng ta thì lúc nằm trên giường bệnh chính là lúc chúng ta sẽ cảm nhận được sự thê lương cô độc không người thăm hỏi do đó cách tốt nhất để được an nhiên bình thản chính là hãy biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình một người không bị cơn nóng giận chi phối là một người biết suy nghĩ trước sau, tâm bình khí hòa, chính là một người đại trí. Thứ ba, không bi thương quá độ. Khi con người đến tuổi 60, họ không chỉ phải học cách trở nên khiêm cung, bình tĩnh, học cách kiểm soát cơn tức giận mà còn phải học cách bình tĩnh khi đối mặt với nỗi buồn và bi thương do những mất mát mang đến khi một người phải đối mặt với sinh ly tử biệt sẽ khiến họ vô cùng buồn bã đặc biệt là khi tuổi già đến cha mẹ người thân và bạn bè xung quanh họ đều có thể rời bỏ họ mà đi trước chúng ta biết rằng không có bữa tiệc nào là không tàn sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên bất biến mà không ai có thể thay đổi hãy học cách sử dụng sự bình tĩnh để đối mặt với bi thương đừng để những nỗi buồn này hủy hoại thể chất và tinh thần của chúng ta thứ tư đừng để dục vọng quá mạnh mẽ chúng ta đều hy vọng có thể sống hạnh phúc nhưng trong dòng chảy của cuộc đời đôi khi chúng ta bị xô lệch đi mà không hề hay biết sẽ có lúc ta tưởng rằng hạnh phúc chính là phải có nhiều tiền vật chất đầy đủ, đôi khi vì tiền mà đấu tranh kịch liệt, sống trong những toan tính và những dục vọng mạnh mẽ. Khi con người có quá nhiều ham muốn, họ sẽ khổ sở vì những dục vọng của bản thân và không bao giờ cảm thấy đủ. Cổ nhân có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Khi chúng ta đến tuổi 60, nếu vẫn còn bị ám ảnh bởi danh tiếng sự giàu có và những xung đột vật chất thì phần còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ rất vô vị ở tuổi này chúng ta cần biết cách bình tĩnh giảm bớt những ham muốn đơn giản hóa cuộc sống và cố gắng làm cho phần còn lại của cuộc đời chúng ta bình yên tĩnh lặng như nước mùa thu hãy nhớ rằng dục vọng càng mạnh thì càng dễ mất mát chúng ta mới có thể tránh được cảnh thê lương của tuổi già. Những kinh nghiệm được đúc kết này rất có ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta. Người ngoài 60 tuổi họ đã sống hơn nửa thế kỷ. Ở tuổi này, họ biết cách chăm sóc sức khỏe tốt, Nghĩ về tương lai của chính mình và tìm cách làm cho mình hạnh phúc và thanh thản cho đến cuối đời Trải qua nhiều thăng thầm đời người nhiều tâm của họ đã lắng xuống. Nếu trong lòng có một vết thương thì đến bây giờ sẹo cũng đã liền. Chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây bay, có lẽ đều đã xem nhẹ. Vật chất, dục vọng chỉ làm nặng gánh, những mưu cầu vô nghĩa, ham muốn mạnh mẽ hãy để sang một bên. Bởi vì họ xuống hết những gánh nặng này là sự bảo đảm tốt nhất để chúng ta được bình yên khi về già trải qua những năm tháng của cuộc đời tâm tính của ai rồi cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác từ lúc còn nhỏ ngây thơ ngốc nghếch đến thời thiếu niên ngông cuồng không biết tự kiềm chế rồi lại bước qua thời thanh niên theo đuổi khát vọng cho đến ngưỡng cửa trung niên bình thản nhìn cuộc sống cả một đời người không ngừng thay đổi. Khi tính cách dần dần không còn gấp gáp hay sao động thì cuộc sống cũng trở nên yên bình. Trước đây, lời khen của ai đó có thể khiến ta hào hứng, vui vẻ, thậm chí dần dần đánh mất chính mình trong những tràng vỗ tay, những bó hoa tươi và những lời tán tụng, cứ thế sống bồng bềnh trong mộng ảo. Ngược lại, nếu ai đó khiến ta không hài lòng ta có thể sẽ nổi giận đùng đùng tranh cãi đến mặt đỏ tía tai không tranh cao thấp thì quyết không buông nhưng rồi dần dần theo thời gian khi ta có thể sống chậm lại thân và tâm cũng trở nên tĩnh lặng dần dần bản thân sẽ không còn truy cầu danh lợi không còn quá nhiệt tình vào những tràng vỗ tay và trở về với sự bình lặng trong tâm hồn. Khi cảm xúc mãnh liệt dần dần trầm lắng xuống, những chuyện giặt giảnh thường ngày, những lời nói bất hòa, tức giận, cãi giả cũng sẽ thưa thớt dần đi. Những sóng gió, xáo động trong cuộc sống chẳng qua cũng chỉ tóm gọn trong hai chữ tranh giành những ồn ào, xích mít hay oán hận, đấu đá trên đời đều bắt nguồn từ sự tranh giành này. Nhưng mà đời người ngắn ngủi có cái gì đáng để tranh giành chứ? Tranh giành danh lợi sẽ thổi phòng dục vọng tham lam. Tranh giành với đời thì chỉ làm cả thân và tâm thêm gánh nặng tranh giành với người thân cuối cùng chỉ đẩy nhau thêm xa cách. Tranh giành với người yêu sẽ chỉ càng làm cho tình cảm trở nên lạnh nhạt. Tranh giành với bạn bè sẽ chỉ khiến bản thân trở nên tầm thường, tình bạn trở nên hời hợp, lánh mặt nhau. Trong cuộc sống này, nếu có thể cởi mở hơn, xem nhẹ được mất hơn, hạ mục tiêu thấp hơn ít thực dụng hơn và quan tâm đến người khác nhiều hơn có lẽ khi đó ta cũng sẽ không muốn tranh giành điều chi nữa nếu muốn trở thành cây đại thụ thì chớ tranh giành với cỏ dại chỉ người trí tuệ mới hiểu điều này bởi vì dục vọng là vô đáy nhưng trên đời này luôn có người giỏi hơn ta thế thì ta sao cứ phải sống trong tranh giành mệt mỏi như vậy khi có thể xem nhẹ được mất, xem nhẹ những tranh chấp trên đời, ta sẽ có thể tìm lại con người chân chính của mình. Khi đó, ta có thể loại bỏ những thứ dục vọng thừa thải và giữ cho bản thân một trái tim tĩnh lặng. Bốn điều đáng sợ hơn cả sống cô độc đến già. Con người khi bước qua tuổi trung niên có bốn điều đáng sợ hơn cả sống cô độc đến già chúng ta cần phải tìm cách thể thay đổi điều một phải sống những ngày bệnh tật hành hạ bước qua tuổi trung niên tuy chúng ta cũng sợ phải sống cô độc đến già nhưng đáng sợ hơn vẫn là phải bước vào tuổi già mà bị nhiều căn bệnh hành hạ để rồi mỗi ngày phải sống khổ sở ngày ngày trôi qua với một màu ảm đạm khi đó cơm dù có ngon đến mấy chúng ta cũng khó mà nuốt trôi canh có bổ đến đâu, chúng ta cũng cảm thấy rất vô vị nhạt nhẽo. Vì vậy ngay từ bây giờ, chúng ta nhất định phải chú ý dưỡng tâm dưỡng sinh, cố gắng rèn luyện sức khỏe, giữ gìn lối sống lành mạnh, để bản thân mỗi ngày đều vui vẻ khỏe khoắn. Có như vậy chúng ta mới tránh được việc khi đến tuổi già mà phải chịu sự hành hạ của bệnh tật điều này còn đáng sợ hơn phải sống cô độc khiến chúng ta mỗi ngày đều không vui vẻ điều hai người ở bên chúng ta đến già lại là người khiến chúng ta cảm thấy cô độc hơn khi chúng ta già đi nửa kia của chúng ta cũng đã già vốn dĩ khi trẻ là vợ chồng đến già cùng bầu bạn đến tuổi già vợ chồng đồng lòng cùng quan tâm giúp đỡ nhau cùng sống những ngày cuối cùng trong đời đây là một việc vô cùng hạnh phúc thế nhưng nếu người đi cùng chúng ta đến già lại là một người không có tiếng nói chung mỗi ngày cãi giả hoặc căn bản là không thể cùng nhau nói chuyện như vậy thì thật ra còn đáng sợ hơn khiến chúng ta cảm thấy lạnh lẽo hơn là sống một mình cô độc đến già. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta nhất định phải bầu bạn với nửa kia của mình, đừng làm những việc khiến họ cảm thấy buồn hay đối xử tệ bạc với họ, hãy thấu hiểu, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Như vậy thì khi đến tuổi già chúng ta mới có thể chăm lo cho nhau khi trời nóng trời lạnh, cùng nhau ngắm hoàng hôn chia sẻ với nhau bát cháo ấm Điều ba, sống trong dằn vặt không mục đích Mỗi ngày sống cùng nỗi dằn vặt sâu trong tâm khảm là vô vàng những sự lo âu Tâm trí không mục đích điều này còn đáng sợ hơn cả việc sống cô độc Nếu khi đến tuổi 60, chúng ta chỉ có một mình thì cũng có thể sống với sự cô đơn có thời gian rảnh để đọc sách và suy ngẫm nhiều hơn. Vào lúc rảnh rỗi, hãy đi ra ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn núi non cây cỏ, lắng nghe tiếng nước chảy bên suối, tìm một nơi có thể thư giãn tâm hồn ở nơi xa rời hồng trần tấp nập, thả lỏng bản thân, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, có được niềm vui của riêng mình. Điều bốn không có tiền tiết kiệm và nơi ở riêng. Đến tuổi 60, có rất nhiều người đã nghỉ hưu rồi. Đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta sẽ phải quay về với sự yên tĩnh và cô đơn. Lúc này nếu như bản thân không có tiền tiết kiệm riêng thì chi phí ăn uống, y tế năm, năm sẽ trở thành một vấn đề lớn. Có lẽ con cái sẽ biếu chúng ta tiền dưỡng lão, Thế nhưng nếu bản thân chúng ta có tiền của riêng mình thì hẳn là sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Đồng thời, nếu đến tuổi 60 mà chúng ta vẫn chưa có một nơi ở riêng Vậy thì có khả năng sẽ sống chen chúc cùng con cháu Nếu như vậy có thể sẽ có sự gia chạm, xung đột giữa mọi người Dần dần, không có tiền, không có không gian riêng chúng ta sẽ cảm thấy rất ngột ngạt thấy mình là gánh nặng cho con cháu khó mà sống vui vẻ được vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ để dành được tiền dưỡng lão cho riêng mình tu sửa một nơi ở để an hưởng tuổi già trong cuộc sống có một số người lúc bước vào tuổi lão niên thường bị hụt hẫng cuộc sống buồn tẻ chán nản Kỳ thực, khi bước vào tuổi này con người nên phải rất trầm tĩnh, thấu tỏ về nhân sinh, biết được điều gì là quan trọng với bản thân mình, nhưng có không ít người vẫn sống trong lo lắng, trăn trở. Nếu một người hiểu được sáu điều sau thì cuộc sống sẽ vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ, thản đảng. Một, con cháu có cuộc đời của con cháu. Bước vào tuổi lão niên, thời gian sẽ là hữu hạn nên chuyên chú vào việc mình muốn làm và người mình muốn quan tâm không nên lãng phí thời gian và tâm trí vào những việc không nên con cháu lớn lên sẽ có thế giới có cuộc đời và phúc phận của chính bản thân mình làm ông bà cha mẹ quan tâm con cháu là việc không sai nhưng quá quan tâm mọi chuyện của con cháu đều muốn quản thì đó lại là điều gây phiền toái cho con cháu và ràng buộc bản thân mình. Buông bỏ những dướng bận trong lòng, làm những công việc vừa sức, kết giao với những người bạn cùng sở thích sẽ giúp cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, phong phú và khoái hoạt hơn. 2. Quý trọng những người bên cạnh mình Đời người tựa như một chuyến xe lửa, trên đường đi sẽ có người lên người xuống và sẽ có người ngồi đến điểm cuối cùng trong đường đời dài mấy chục năm có người đến cũng có người đi người mà ở bên ta đến cuối đời là không nhiều người đến ta ngăn không được và người đi ta lưu giữ cũng không thành vì vậy hết thảy đều nên thuận theo duyên thuận theo tự nhiên mà quý trọng sống đến tuổi này nên cảm ơn tất cả sống cho hiện tại thấy đủ thường vui ba xem danh lợi như mây bay phật gia giảng hết thảy tiền tài danh lợi đều là vật ngoại thân con người khi được sinh ra đều là trần trụi vô cùng đơn giản thứ gì cũng đều không có con người khi chết đi lẻ loi trơ trọi lặng lẽ vô cùng thứ gì cũng nắm không được, mang không theo. Cho dù là người lưng giác bạc triệu, giàu nhất thiên hạ thì sau trăm năm cũng không mang theo được. Cho dù khi còn trẻ, danh tiếng gian khắp thiên hạ, quyền lực khuyên đảo thì cuối cùng cũng chỉ là dĩ dãng. Cho nên đừng để tâm của mình bị dây khốn bởi tài vật, danh vọng, đừng vì tiền tài danh vọng mà đánh mất đạo đức. Lương tâm của bản thân. 4. Khỏe mạnh là trọng. Con người ta khi tuổi còn trẻ thường cố gắng làm việc mà không để ý nhiều đến sức khỏe. Khi đến tuổi lão niên mới hiểu được khỏe mạnh là quan trọng, là vốn quý của đời người. Nhưng đối với nhiều người, hiểu ra điều này thì đã là muộn. Đối với một người đã bước vào tuổi lão niên mà nói khỏe mạnh là tạo phúc cho con cháu và có khỏe mạnh mới có thể hưởng phúc của con cháu vì thế bước vào tuổi lão niên cần bảo trọng thân thể chú ý ăn uống luyện tập để tâm thân đều khỏe mạnh năm mở rộng tấm lòng cuộc sống không có điều gì là hoàn mỹ bởi vậy nên học cách hồ đồ có những việc thấy mà như không thấy đối với những sự tình đã qua những sự tình chưa tới đều không nên nghĩ nhiều quá đối với những sự tình xảy ra ở hiện tại không nên làm phức tạp hơn nên để thuận theo tự nhiên nếu gặp người yêu quý mình hãy học cách biết ơn nếu gặp người mình yêu quý hãy học cách cho đi nếu gặp người oán giận mình hãy học cách nhận lỗi nếu gặp người mình oán giận hãy học cách tha thứ Nếu gặp người ghen tị với mình hãy học cách khiêm tốn Nếu gặp người mình ghen tị hãy học cách buông bỏ Nếu gặp người không hiểu mình hãy học cách câu thông Nếu gặp người mình không hiểu hãy học cách liễu giải 6. Bảo trì tâm thái tích một cá nhân sống tốt hay không thì tâm thái là rất quan trọng. Một người nhất định phải có tâm thái tích cực thì mới có thể sống tốt những năm về sau. Người ta khi về già, ngoài trừ kinh tế độc lập ra, tư tưởng càng phải độc lập. Khó hơn nữa là mọi thời khắc đều phải nhắc nhở mình không được quá ỷ lại vào người khác. Có người trông nom là may mắn nhưng mỗi người có thể tự chăm sóc chính mình thì vẫn tốt hơn người ta khi về già hãy bằng lòng với những gì mình có trong đời sự việc nên nghĩ thoáng xem việc sinh tử cũng không quá nặng nề người già nên có được tâm thái lạc quan không than thở về tuổi già không buồn sầu không cần biết tuổi già đã đến làm một người già tươi mới như dần dương tỏa sáng đạm bạc và rộng rãi thì hạnh phúc vui vẻ sẽ được dài lâu, cuộc sống lúc nào cũng an vui. Có câu nói rằng đời người 20 tuổi sống thanh xuân, 30 tuổi sống ý dị, 40 tuổi sống trí tuệ, 50 tuổi sống thản nhiên tự tại, 60 tuổi sống nhẹ nhàng, 70 tuổi trở thành báu vật vô giá. Con người khi bước vào tuổi trung niên là bước vào một giai đoạn mới Vậy để sống thản nhiên tự tại ở tuổi này, hành trang cần có là những gì? Dưới đây là 7 điều một người khi bước vào tuổi trung niên cần thấu tỏ để cuộc sống bình an, nhẹ nhàng và tự tại. Một, có một loại trí tuệ gọi là buông tâm. Chúng ta cần hiểu rằng trong cuộc sống có một số sự tình cần phải buông tâm đi, Tâm lượng của trái tim mỗi người đều là có chỗ giới hạn Không thể mãi canh cánh trong lòng Cần phải buông, cần phải cởi trói trái tim mình Những hư dinh, tranh danh đoạt lợi Những oán hận trong lòng chỉ khiến người ta sống mệt mỏi Sao còn không buông bỏ mà mãi ôm giữ Sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông gánh nặng Chạy về phía mới của sinh mệnh buồn quá khứ mở ra một cuộc sống mới người hiểu được buông ấy là người trí tuệ hai có một loại tâm thái gọi là lạc quan đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió người ta ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày khi đối mặt với thất bại nếu một người có thể giữ được tinh thần lạc quan tự tin và rộng mở thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có khó khăn thành thoải mái và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân lạc quan vui vẻ là một loại tài sản vô hình đời người có lẽ điều khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh một người có thể giảm bớt u sầu sẵn sàng làm việc bình thản nhiều hơn một chút ôn hòa nhiều hơn một chút thì cuộc sống của người ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi sau tuổi trung niên người ta thường thiên về cuộc sống nội tâm đã hiểu thấu nhiều điều trong đời cho nên chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất Ba, có một loại thiện đãi gọi là tôn trọng Chúng ta vĩnh viễn không cách nào làm thay được cho con cái Cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc chúng cả đời Vậy nên, cần phải biết tôn trọng tự do của con cái Cổ nhân nói, con cháu đều có phúc phận của con cháu Hơn nữa, chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng mình có những sự tình chúng ta miễn cưỡng cũng không thể thay đổi được việc gì cũng ôm làm chẳng những mệt mỏi cho chính bản thân mình mà đôi khi còn là gây hại cho con cháu sau tuổi trung niên biết tôn trọng tự do của con thì đối với con là một loại tín nhiệm còn đối với chính mình là một loại thiện đại bốn có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng cuộc sống tràn ngập những hỷ nộ ái ố ai lạc khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì đừng cố kìm nén mà hãy tự nhiên và bình thản mà lên tiếng biết lên tiếng đúng cách đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra một nụ cười có thể khiến cho tâm tình con người ta vui sướng những buồn giận sẽ biến mất, đó chính là triết lý cười giải ngàn nỗi lo. Năm, có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng. Một người muốn có được tâm trạng vui vẻ thì cần phải phóng khoáng, tâm lượng phải rộng mở. Đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú của lứa tuổi mình, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng Mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới yên tĩnh khoái hoạt 6. Có một loại xử thế gọi là chấp nhận có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất Mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về mình Hơn nữa hãy tin rằng Cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình có câu nói rằng, nếu như bạn vì đánh mất mặt trời và mặt trăng mà khóc lóc nỉ non thì bạn cũng sẽ đánh mất cả những gì sao. Vậy nên, sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải biết chấp nhận, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp. 7. Có một loại tự tại gọi là yên tâm. Tục ngữ có câu không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nhân quả báo ứng là thiên lý một điểm cũng không sai người hiểu rõ đạo lý này sẽ có thể thấy rõ được thiên cơ cũng có thể trở thành một bậc trí giả thực sự người lương thiện là người phù hợp với đạo lý này nên sống an tâm với cuộc đời trong cuộc sống Đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm thì ác sẽ có thể tiêu diêu tự tại. Đi qua nhân sinh mưa gió dài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn thẳng thắng, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, không vì tranh danh đoạt lợi mà gây thù chuốc oán thì nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc, an bình. Có những người khi còn trẻ tuổi thì cuộc sống dường như sung túc nhưng lúc về già lại sống trong cảnh cô đơn buồn tuổi. Lại có những người khi về già được vui dày và bình an bên con cháu hiếu thuận, sống chặn cuối của cuộc, cuộc đời trong hạnh phúc. Tuổi già được như vậy quả thật là những người có hậu phúc. Kỳ thực, phúc khí hay phúc báo của một người không phải tự nhiên mà có, cũng không phải cầu mong mà đến Nó đến từ chính bản thân mỗi người chúng ta Nếu một người muốn tuổi già có được nhiều phúc khí Thì cần phải ghi nhớ và làm được ba chữ dưới đây Tỉnh Cổ nhân có câu Tướng do tâm sinh Cảnh tùy tâm chuyển Hết thảy những phiền não trong đời người đều đến từ tâm Khi ham muốn của một người quá lớn thì họ sẽ bị chấp nhất vào đó Mọi suy nghĩ và việc làm đều sẽ xoay quanh dục vọng. Những hấp dẫn của vật chất, danh, lợi, tình càng khiến người ta không thể thoát ra được. Cho nên một người có thể giữ được nội tâm bình thản, tĩnh lặng mà suy nghĩ thì mới có thể lĩnh ngộ được trí tuệ của nhân sinh, tìm được phương hướng của hạnh phúc. Khi con người đến tuổi già, thể lực và tinh thần đều suy giảm, chỉ cần gặp phải sự tình hơi rối loạn liền dễ dàng phạm sai lầm Một người chỉ có thời thời khắc khắc giữ được đầu óc thanh tĩnh, tĩnh tại Thì mới không làm ra những chuyện hồ đồ để rồi phải hối hận Con người lúc tuổi trẻ thường dễ mắc sai lầm lúc bốc đồng Còn khi về già lại dễ mắc sai lầm lúc lo lắng Người cao tuổi nếu gặp chuyện mà không thể giữ được bình tĩnh, Gặp chút vấn đề nhỏ liền phát quả thì sẽ không chỉ không phân biệt rõ được đúng sai, khiến mối quan hệ trở nên bất hòa mà còn dễ dàng mang đến những tổn hại cho sức khỏe. Tục ngữ có câu: "Tỉnh năng sinh tuệ, tỉnh tâm sinh trí tuệ, tuổi già nếu có thể làm được chữ tỉnh này thì phúc khí cũng sẽ theo đó mà đến." Thiện trong liễu phàm tứ quấn giết người làm việc thiện phúc dù chưa tới quả đã rời xa người làm việc ác quả dù chưa tới phúc đã rời xa nếu một người vì lợi ích của bản thân mà đi làm những chuyện xấu cho dù trong lúc nhất thời đạt được một chút lợi ích thì cuối cùng cũng sẽ bị giạch trần và tai họa cũng liền theo đó mà đến còn khi một người vô tư vô lợi mà làm việc thiện cho dù không ai biết nhưng phúc báo cũng sẽ không quên làm việc thiện không phải là để nhận lại sự biết ơn nhưng chính nó khiến cho người ta trở thành người cao quý được mọi người tôn trọng đặc biệt là lúc bước vào tuổi già một người nếu luôn giữ được thiện niệm có thể làm được nhiều việc có lợi cho người khác thì nhân duyên sẽ càng tốt đẹp và khi ấy Nội tâm của bản thân họ cũng thỏa mãn Luôn cảm thấy hạnh phúc Đây chính là hồi báo lớn nhất Đạm Con người lúc còn trẻ thì nhiệt huyết sụt sôi Và thông thường sẽ không cam tâm sống một cuộc đời bình thản đạm nhạt Ai ai cũng muốn theo đuổi công danh sự nghiệp Khao khát một cuộc sống náo nhiệt cạnh tranh Để đạt được những thành tựu mà người khác không thể có được nhưng khi bước vào tuổi trung niên lão niên người ta sẽ hiểu được rằng những thứ mà tuổi trẻ theo đuổi đều như mây khói thoảng qua ngày hôm nay có thể là của mình nhưng ngày mai đã không phải càng chấp nhất vào công danh lợi lộc lại càng khiến cho cuộc sống của người ta thêm thống khổ thống khổ vì ganh đua so sánh với người khác thống khổ vì xung đột lợi ích thống khổ vì sự đố kỵ ghen tức một người nếu biết tiết chế Buông bỏ lòng tham của mình Thì có thể đạt được giải thoát thực sự Cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống Có trải qua những thăng trầm trong cuộc sống Người ta mới biết trân quý những tháng ngày bình yên Tưởng như vô dị Khi chúng ta già đi Nếu có thể sống cuộc sống bình thản đạm nhạt Tận hưởng những niềm vui tưởng như tầm thường thì đó mới là hạnh phúc thực sự của nhân sinh đời người thành công chưa hẳn là thắng lợi hạnh phúc không phải ở chỗ đạt được ít hay nhiều mà là ở chỗ buông bỏ được bao nhiêu tĩnh lặng lương thiện và bình thản đây mới là tâm thái hạnh phúc của đời người cũng là cảnh giới của người cao minh cuộc sống tại sao có quá nhiều phiền não thực ra nguyên nhân gốc rễ là những ham muốn vô tận và những mong mỏi thái quá của con người khi bạn có ít ham muốn hơn thì tự nhiên hạnh phúc cũng sẽ nhiều hơn hạnh phúc sẽ đến từ những điều giản dị nhất và chúng đều ở ngay tầm tay của bạn một khi quá vui mừng hãy bình tĩnh tiết chế khi quá tức giận hãy kiên nhẫn kiềm chế Cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là ổn định cảm xúc của bản thân, tránh quá bi sầu hay vui mừng quá mức. Khi phấn chấn quá mức, chúng ta nên tĩnh tâm một lúc để nội tâm trở nên bình thản, nếu buông xuôi mặc kệ trạng thái vui mừng tột độ, sau đó rất dễ tuột dốc và biến thành nỗi buồn. Khi quá lo lắng, hãy cố gắng để tâm bình thản trở lại nhiều vấn đề sẽ tự nhiên ổn thỏa, những rắc rối sẽ tự nhiên được giải quyết một cách dễ dàng. 2. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến tinh thần suy kiệt, ham muốn quá nhiều sẽ khiến hao tổn trí tuệ. Cân bằng là một tiêu chuẩn để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Quá nhiều suy nghĩ dễ làm tổn hại tinh thần. Quá nhiều dướng bận làm hao mòn tình cảm Quá nhiều ham muốn chôn dùi trí tuệ Quá bận rộn khiến con người kiệt quệ Do đó, chúng ta cần tu dưỡng tâm tính của mình đạt được trạng thái bình ổn và cân bằng Trạng thái tốt nhất thường là Không nhanh không chậm Không dội dã không quan mang Không thiên không lệch Và vừa phải đúng mực 3. Người bằng lòng thường luôn vui vẻ Người biết nhẫn chịu thường luôn bình yên Người chịu được đói thường sống lâu Người chịu được rét thường khỏe mạnh Hầu hết những phiền não của mọi người đều đến từ việc không đạt được những gì họ muốn Nếu một người tham lam không biết điểm dừng Người đó sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc hạnh phúc trong đời con người muốn sống thoải mái vui vẻ thì cần học được cách bằng lòng và biết đủ. Nếu bạn không muốn bị trói buộc bởi rắc rối, phiền não và đau khổ thì bạn cần chấp nhận nó, mỉm cười cho qua và đừng bận tâm đến nó nữa. Hầu hết các bệnh của con người hiện đại đều đến từ việc ăn uống, ăn đồ quá béo, ngọt và đậm vị, ăn hải sản tươi sống. Ngược lại, cái đói đã trở thành một thứ xa xỉ của con người Thỉnh thoảng hãy làm rỗng dạ dày và để bụng đói là một bí quyết để thải độc cơ thể, giữ gìn sức khỏe. Hòa mình vào thiên nhiên, trải qua mưa gió, chịu được cái lạnh buốt giá, thì gân cốt sẽ trở nên rắn chắc và cơ thể cũng tự nhiên khỏe mạnh. 4. Người yên tĩnh và đầy đủ thì tinh thần mạnh mẽ Người nóng giận và kiệt sức thì sớm đã suy lão Cấp độ cao nhất của việc giữ gìn sức khỏe là dưỡng tâm và dưỡng thần Trạng thái tốt nhất của tâm trí và tinh thần là yên tĩnh, điềm đạm và thản nhiên Đây là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe và tinh thần Nếu một người nóng nảy, luôn đứng núi này trong núi nọ bôn ba khắp nơi nhưng trong tâm lại không thỏa mãn lâu dần người ấy sẽ đổ bệnh vì làm việc quá sức và tâm trí mệt mỏi khi tâm tĩnh lặng nó giống như một dòng sông phù sa tự nhiên sẽ lắng xuống dòng nước trong vắt như pha lê phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng cây xanh mát và hoa thơm ngát mặt trời mặt trăng cùng các vì sao rực rỡ tâm của bạn cũng sẽ trở nên phong phú vui vẻ và tràn đầy sức sống năm người tràn đầy sức sống biết dưỡng tâm bằng thiện niệm kiên kỵ tức giận khí được xem là năng lượng giúp tuần hoàn huyết và tân dịch trong cơ thể người cơ chế khí của cơ thể con người ban đầu lưu thông một cách tích cực và có trật tự nhưng khi cơn tức giận bùng lên Cơ chế khí sẽ vận chuyển ngược lại gây nguy hiểm cho cơ thể và tinh thần Vì vậy, một người quan tâm giữ gìn sức khỏe sẽ luôn biết giữ thái độ và cử chỉ ôn tồn lễ độ Nhẹ nhàng tao nhã, nét mặt phúc hậu và không bao giờ cáu gắt nổi giận vô cớ Con người sống chính là quá trình điều chỉnh cơ chế khí trong cơ thể để cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Vì vậy, cách tốt nhất là bắt đầu từng chút một, không nhanh cũng không chậm, thư thái và thả lỏng. 6. Đầu phải luôn lạnh, chân phải luôn nóng, thân phải thường xuyên vận động, tâm phải luôn tỉnh. Giữ đầu luôn điềm tĩnh có lợi cho sự phát triển của trí tuệ chân thường xuyên di chuyển và có thể đi khắp mọi nơi cơ thể tự nhiên sẽ linh hoạt và một trái tim tĩnh lặng sẽ khiến bạn trở nên thanh thản và yêu đời hơn như chúng ta đã biết nóng nảy là tín hiệu của bệnh tật đồng thời cũng là đặc điểm của tính khí bốc đồng chỉ có lấy lý trí ước chế bản thân thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh bình an có hai cách để làm ấm đôi chân của bạn Một là tăng cường vận động để khí huyết lưu thông, nhiệt lượng tăng lên gấp đôi Thứ hai là mỗi tối ngâm chân bằng nước ấm để kích thích và khơi thông kinh mạch Giúp cho khí huyết được thông suốt Mỗi ngày kiên trì tập thể dục đều đặn Giữ một tâm trí bình thản, Sức khỏe và tinh thần đều sẽ được cải thiện 7. Đọc sách nhiều có thể dưỡng tâm, ăn ít đi có thể khỏe thân Đọc nhiều sách tự nhiên tâm trí trở nên nhạy bén, đầu óc minh mẫn, trí tuệ sẽ nhân lên gấp bội Ăn ít thì dạ dày và ruột thảnh thơi, cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh Đọc sách không chỉ mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức mà còn khiến bạn trở nên bình tâm tĩnh khí, điềm tĩnh, thông dong, tao nhã và thanh lịch. Khi một người có sự tu dưỡng, hiểu biết và nhận thức được nâng cao, người đó sẽ sống cuộc sống không tranh không giành, không dội dã cũng không lo lắng. 8. Lúc rảnh rỗi đừng để đầu óc lười biếng, khi có chuyện đừng để tâm rối loạn. Có câu nói, mọi chuyện sinh ra từ những việc tưởng chừng nhỏ bé. Trong cuộc sống, đừng để một ngày không động vào việc gì cả. Bận rộn một cách vừa phải không có hại cho sức khỏe. Khi rảnh rỗi, hãy nuôi dưỡng thói quen rèn luyện tâm trí của mình, chẳng hạn như đọc sách, suy ngẫm. Khi bận rộn, hãy sắp xếp mọi thứ một cách trật tự và hợp lý để giải quyết mọi chuyện để đạt được trạng thái như vậy không phải là chuyện dễ dàng bạn cần không ngừng tu dưỡng và rèn luyện bản thân từng bước đạt được trạng thái tốt nhất của cuộc đời trạng thái tốt nhất của một người không gì khác hơn là lúc nhàn nhã thì yêu đời tươi mới và hạnh phúc lúc bận rộn thì chăm chỉ mà ung dung làm mà không biết mệt mỏi. 9. Dạng vật đến rồi đi, tùy kỳ tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi ngày chúng ta đều trải qua những chuyện khác nhau, phải đối mặt đủ mọi mâu thuẫn và phiền não trên đời. Nhờ đó, chúng ta mới có thể không ngừng mài dũa tâm trí, nâng cao trí tuệ và tích lũy kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Khi có chuyện xảy ra Chúng ta cần phải đối mặt bằng tâm thái tích cực và nỗ lực giải quyết Trì quản không phải là giải pháp Chỉ có cách đối mặt với khó khăn mới có thể tìm ra được cách để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời Nếu bạn có thể làm mọi việc một cách hết lòng toàn tâm toàn ý Bạn sẽ không phải nuối tiếc Còn những chuyện đã qua bạn cũng không cần lo lắng và ôm giữ mãi trong lòng. Như vậy, nội tâm của bạn sẽ thoát khỏi bộn bề của công việc và cảm thấy yên bình. Càng già càng vui vẻ, hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Con người đến cõi thế gian một lần chẳng dễ dàng gì. Trong cuộc sống có đến tám, chín phần mười là những chuyện chẳng thuận lòng như ý xem nhẹ là được Buông bỏ sẽ vui Hãy ít làm khó người khác Lại càng không nên làm khó bản thân Càng già càng phải minh bạch nhân duyên của dạng sự dạng vật Hãy giữ tâm thái tĩnh tại Để mỗi ngày đều là một ngày vui Được ăn món mình thích là một niềm vui Phát hiện ra nếp nhăn trên khuôn mặt ít đi dài đường cũng là một niềm vui đi du lịch đó đây đắm mình trong cảnh sắc bốn phương lại càng là một niềm vui hãy khiến hạnh phúc trở thành một thói quen niềm vui sẽ thường ở bên bạn mặt trời mọc ở trời đông lặn ở trời tây trăng khi tỏ khi mờ khi tròn khi khuyết ngắm cũng đã quen xuân hạ thu đông ấm lạnh dạng vật thế gian nổi dời nhìn cũng đã tỏ Nhưng lại rất khó xem nhẹ những bi quan ly hợp Ân oán tình thù tại nhân gian Vui hay buồn cũng đều là một ngày 24 tiếng Hà tất phải phiền muộn để một ngày trôi qua Hạnh phúc là được Đâu phải để tâm tiền nhiều tiền ít Già dạ đi rồi Còn ai để tâm bạn là ăn mày hay phú ông Vui vẻ là được Đừng toan tính chức lớn, quyền nhỏ. Già dạ đi rồi, ai quan tâm chiếc mũ quan trên đầu bạn cao mấy thước. Hạnh phúc là được có cơm ăn, được ngủ tròn giấc, có áo mặc, có núi để trèo, có nước uống, có sách mà xem, có việc làm, có đường mà bước, có người bầu bạn là tốt nhất rồi. Già dạ rồi, biết đủ là vui khi bạn buồn rầu hãy mau chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình dẫu mỉm cười ngốc nghếch với mình cũng được hãy nói với mình rằng mong bạn luôn hạnh phúc khi bạn thấy lòng trống rỗng hãy mau mau nhắc nhở bản thân xin hãy để vui vẻ trở thành một thói quen ăn bữa cơm ngon uống ly rượu nồng đều có thể bù đắp lại sự trống rỗng trong tâm khảm già dạ rồi càng phải học cách điều chỉnh tâm thái để khiến mình luôn vui vẻ hạnh phúc khi bạn âu sầu hãy thử nghĩ xem mình còn lại bao tháng ngày mà nghĩ suy mà lo lắng nghĩ thấu rồi thì đừng bao giờ tức giận nữa khi bạn muộn phiền hãy nghĩ rằng cuộc đời là một phép trừ Mỗi lần hội ngộ lại bớt một lần gặp gỡ Vậy còn gì đáng âu lo Chớ quên ân tình của người Đừng nhớ sai sót của người Không nghĩ chuyện thị phi Không sinh tâm oán hận Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những tri thức học không xuể Những chân lý ngộ chẳng thấu Sẽ luôn có một vài chuyện rầu lòng vô tình Hay cố ý ùa vào trái tim bạn tóm lại trong giấc mộng nhân sinh chuyện thuận lòng thì ít chuyện chẳng như ý thì nhiều cuộc sống chẳng dễ dàng gì hãy ít làm khó người khác lại càng không nên làm khó bản thân hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen hãy để niềm vui tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta từng giây từng phút